Nhấn đăng ký ngay kênh XTV Gaming để xem bọn mình livestream nhé.我没有去判定，我是让他自动选，自动选要勾哪里？你看，哎，没有队友。呜！不知道为什么他没有附网袜给我，他那件这个吊带的。网袜给我啊！可是我自己好像有，我不确定，因为之前买别套衣服有送，但我忘记还在不在，然后去找一下。Bottom turret is under attack. Challenge.
在干嘛啦，白痴哦、喔！哎呀，哎呀！阿里，没事，好像可以哦。我这个串，这个串可以。Chama, vem o próximo, vem o próximo, caralho. Ok. Chill. Double kill.Today will be a word test. 不对不对不对！哎呀！Hä? Wo bin ich? Good game. Oha. Ich auch nicht. Người đàn ông cầm hai quát đội mũ giống vào biển máy là Z. Con hồ ly bị cháy đen khi kế bên là đồng minh anh ấy. Một lần đi săn chạy qua sông Z thấy con hồ ly màu trắng và con người máy màu vàng đang ăn con sâu màu tím. Anh ta bị con người máy vàng phát hiện, bị rượt chạy. Vài giây sau gọi lại chiêu 2, Z quyết định dùng chiêu 2, ung ti, chiêu 3 và con hồ ly kế con người máy màu vàng. Khi phát hiện thêm một ông lão và thanh niên tóc vàng, Z sợ nên giật bóng người về. Anh thanh niên tóc vàng tên là Adrian lại chạy lên. Hồ ly trắng đã bị Z giết, bật chiêu 1, chiêu 2 và ông già cầm đao tiếp tục giết luôn ông già Double Kill. Sau đó sắp hết máu, Z bật chiêu 2 chạy qua bên kia mở tường đánh quả trái cây ăn hồi. Lại một lượng máu tiếp tục trở lại giao tranh. Thì Adrian nhảy qua tế mạng cho anh ấy. Thấy Z, Adrian liền xài đồng hồ cát. Sau khi hết đồng hồ thì lên bảng. Ngay sau đó con người máy vàng chạy qua, Z liền dùng chiêu 2 tốc biến tiếp cận, giết luôn con người máy. Chạy qua Z thấy đồng minh mình bị thằng hồ ly xin đuổi, Z liền bật chiêu 1, chiêu 3 lên bảng. Triple kill, Mega không chính thức cho Z.